Alo, xin chào các bạn nhé. Các bạn đến với buổi live stream buổi sáng ngày hôm nay của mình. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ nhé. Các bạn xem hai nhớ hai xe một mình với nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục like. Mong các bạn xem và ủng hộ mình nhiều hơn.
Tao cả cao lên rồi.
mở luôn nha. Ăn hết rồi sao? Thu được phát nào? Mẹ một điểm nếu chích được mẹ 4 giờ 22 dậy điểm mẹ một mắt dân nhắm lòng được mẹ mới lít điểm kiểu mình nếu ra mở to mắt ta hay làm gì hay hay nhìn tiếng ngoài thì kia sợ tỉnh nên là mình cố nhắm mồm mắt một mắt tí vừa điểm vừa vừa có ngủ giỏi đấy đâu sai đâu
em bị người nó bị suốt rồi. Bạn cũng la rồi cũng đi. Hello anh em đi với buổi livestream buổi sáng hôm nay của mình nhá. Mình truyền có vấn đề là mình tiếp tục lại livestream nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn ăn một răng này.
nồng ấm. Nó sắc khét tết. Đi ra đây. Mày của nhỏ này mày được chăm sóc kỹ lắm. Mình thấy chó vô như chó đấy. Đi lau nền đi. Mày nhìn bên mày lớn lên đi. Mày đối xử thế nào hả? Đối xử thế nào? Ăn không cho ăn, tắm không cho tắm. Cứng lắm, mày tại người thầy xưa xuống đất thì không cho xuống. Sạch cổ vậy. Xong đất mà sợ bạn hương. Để mà có bị ăn tức thì cũng không quan tâm đâu. Rồi rồi. Tiếp tới bên lạc nữa luôn. Tiếp xin cho cái cửa ủng hộ lên. Giờ hôi quá mèo đấy là nhảy. Về từ lớn lên số luôn. Mèo xin. Cái đấy ra đấy để ăn được rồi ngồi một mặt chứ mặt đi một bên trên ăn ngon luôn
làm bơ khỏi lưỡi kia. Sáng thơ ăn giờ nó Ok anh, có khi là em không? Bà bình thường hay là ăn rất đấy. Mẹ sao con ăn nó không bị được nhỉ? Mẹ kiểu ăn là ăn bất thường luôn rồi còn gì nữa nhỉ? Ăn loạn mùi á? Ờ, em không như đây. Thế giới này mà mỗi nó cũng bị lần nó phải đai lắm. Đeo đâu cũng bị thôi. Được tí. Bây giờ được tí thế này là cũng bị lâu rồi. Không, đã lên xong rồi. Này cũng mới xong rồi ạ. Sạc chó. Có nghĩa là bị ăn thì vẫn bị nhưng bay vẫn được nhưng ít tiền đúng không? Chắc mà bay được mỗi phát là bạn không bị luôn. Ăn thì tại vì là hai con thẻ bay được một phát nửa đô. Nam không nói gì chắc không bị trong. Sáng giờ được 100 đô. Sáng giờ được 100 đô. 100 đô. 100 đô thì con quá. Anh bay được một con về hai. Là bay được một phát. Bay được một phát. Thứ hai là bao tu ở cái sắc xếp. Anh bay được một con rồi, bay được một con 80. Bay được một con 10. Một con là 80 luôn. Ừ. Rất là nhiều.
Đây là đất lý kết nhỉ? Đấy, kia là còn còn áp thẳng bên tay Google. Nếu ai hết mình thấy biết nó nhận gì. Mình thấy đâu? Việt. Mà áp nhanh lắm, và bay được con áp chéo một phần mở cái hết, chéo hết. Đến kết là bên nhau, mình trước chúng ta. Do là ngồi mình không biết cảm giác mà đấu tranh thương kiểu một là dễ bị, hai là mình tiếp đấy.
Ăn xem một dòng. Cái bên này là nhà mạng à? Chọn cái nào cũng được thôi đúng không? Trợ tình khâu vai.
Thank you.
buổi tiếp thôi. Ông ngủ tiếp thôi. Dậy làm gì? Đeo tai nghe, mà tai nghe không kết nối gì, không điện.
À hôm nay mở mắt ra đã bị rồi. Về bạn đừng gọi lại tiêm từ một con. Thế thì nhân lên mũ trắng trắng này là phải đi thêm một hôm nữa à?
Nó còn điều trị mấy hôm nữa mà, đúng không? Mình chọc cái trong clip xong rồi mặt nha. Đầu u đi nó khóc luôn. Khóc lắm rồi. Hét được chắc em hét rồi. Con gái nặn hay con trai nặn anh? Kiểu cổ nó đang mỏng. Nhưng mà lúc này mổ như này chính bóp đi bóp thêm lần nữa thôi nhỉ? Mình tự bóp thì lại ấy. Thi được thưởng có tân ca 354 nhưng mà lại cộng 400. Tổng lên là 600 rồi. Đấy là tiếng này em nghỉ rồi, trừ mà em chẳng em nghỉ mới lên 600. Còn cái thưởng bây giờ là thưởng 400 thôi. Nó đang sân bay mà nói luôn. Một đi. À, là solo Fortnite. Ok bro. Con lợn này nó dụ solo Fortnite. 1v1 Mimi Aisa. Rồi chơi Fortnite, cậu Tây chơi game đấy nhiều rồi. Bên Việt Nam mình để thích chơi. Nó đang trên live mà, chỉ cần nói là được. 1v1 Mi. Ai à? Nó đang trên live mà. Do you have 5v5? Just IP luôn. Do you want 5v5. Ai em 10 nhất đâu, mẹ thằng em 10 tuổi ạ. Vãi, được, trẻ con à. À, nó chơi 10 năm, không phải là trẻ con ơi. Mãi trưởng nó chơi 10 năm, mình solo nữa. Mình còn chơi game với bao giờ. Do you want? Ai à, giết luôn. Giết. Giết là gì anh? Come on. Tới luôn đi. Còn lợn nè. À, cái nghề đó sửa chim thì sửa chim cái game hỏi này nó cũng là xem. Tay cửa này.
Anh đang biết chơi Fortnite anh ạ? Biết. Có thằng tay cửa đó mà nó rủ em solo một một. Let go baby. Đấy em bảo nó lấy tay rồi. G13 tên của chúng rồi. À gần có lợi đấy. Không làm được đọc sách. À nó gửi in game rồi này. Nó bảo cái bạn đây. Ok đấy. 5 minutes. Ok 5 minutes. Con lắm trò tập mẹ con mẹ thì con nổi nổi cái đợt thì đã hot lên game ghê con lo quăng đấy tập xong cổ đấy à, con nhảy anh nhảy xem về đúng không con béo sợ gì mẹ nhá đéo ai dám ôm đâu đâu sợ nó mày đi ra nhá. Không ai dám vào ôm. Không, anh nói anh cho tôi xem phải cái này không? Phải. Sợ anh thấy cái này. Anh nhớ về quá. Anh đến ôm. Anh ôm chế mạnh. Nhìn cậu xem cậu video mới xong. Chẳng.
Vẫn cũng thế. Ba đứa này sao lại được 100 tròn thế nhỉ? Ba đứa này sao lại được 100 tròn thế nhỉ? Dần dần học được cách bao dung của anh Giang rồi đấy. Đúng rồi đấy em ạ.
Thôi. Xong đấy. Sao không có khách nhỉ? Đây là ngân hàng.
Dí nó vẫn âm lên nhanh hơn. Okay.
Giật nhẹ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
quên mất tắt like. Ok, hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, nói mới nhớ. Ngày hôm nay là các bạn vào những buổi live stream sau. Mm-hmm.